anh em có biết được rằng là vì sao Windows lại miễn phí không? Miễn phí nhưng mà Microsoft vẫn kiếm một mớ. Đây chính là hình ảnh mà người ta đã từng bỏ rất nhiều tiền ra để mà đi mua Windows 95 mà mặt vẫn vui như Tết. Còn Bill Gates lại được dịp nhảy nhót trên sân khấu, trông rất là phê pha. Tuy nhiên, đến bây giờ thì anh em có thể lên trang chủ của Microsoft và tải free Windows về. Okay. Cùng lắm là có thêm cái dòng này. Mục đích của Microsoft đó chính là muốn phổ cập Windows đến với nhiều người dùng hơn và từ đó kiếm tiền dựa trên lượng người dùng đó. Thứ nhất, Microsoft sẽ bán những gói phần mềm, ví dụ như là Microsoft 365 để mà làm văn phòng, như là Xbox Game Pass để mà giúp cho anh em tải game bản quyền, hay như là Xbox Gaming Cloud để mà giúp cho anh em chơi game trên nền tảng đám mây. Thứ hai, Microsoft kiếm tiền từ các nhà lập trình game hay là doanh nghiệp. Các nhà lập trình game sẽ phải sử dụng bộ thư viện DirectX của Microsoft thì mới có thể đưa game lên Windows, còn doanh nghiệp thì sẽ phải sử dụng hệ thống đám mây Azure để mà quản trị doanh nghiệp. Thứ ba, Microsoft bán bản quyền Windows cho các hãng máy tính như là Dell, HP hay là Asus. Miễn phí mà kiếm một mớ.